Hôm nay Tuấn muốn giới thiệu các bác đến một dòng loa kéo của Hoco. Đối với dòng loa kéo này thì nó rất thuận tiện cho các bác, ví dụ như để trên xe, ô tô, đi di chuyển dã ngoại, đi chơi. Nó có pin lưu nhé bác nhé. Đây mình không cần cắm này, đây mình cầm cắm sạc thôi. Lâu lâu mình sạc cho nó. Ngoài ra thì nó có cắm thẻ nhớ này, có USB này, có cả cắm điện thoại, máy tính, laptop vào đây. Đây cổng AUX. Ngoài các chế độ ra thì các bác ấn chế độ này còn có radio FM. Phát nhạc không dây qua Bluetooth, hiện tại em đang phát Bluetooth đây, Bluetooth nữa đấy. Ngoài ra thì các bác ví dụ như cái giải đèn này, bình thường nó như thế này, các bác muốn bật đèn LED của nó trên này, nó cũng có cả đèn LED đây, có công tắc của đèn LED đây đấy, các bác bật lên thì nó có giải đèn LED đây đấy, đèn LED nó đẹp. Được thiết kế với hai bát, hai loa toàn giải, hai toàn giải. Dòng này các bác có thể đi dã ngoại, đi sự kiện rất là tiện. Hoặc là cái thứ nhất là họ thiết kế nó gọn nhé, tay xách đây nó gọn, các bác có thể xách thoải mái đấy. Cái lỗ thông hơi nó phía sau, ok chưa? Con này là có pin lưu trong này luôn, gọi là bình lưu, bình nhỏ trong đấy lưu. Đôi loa, chiếc loa này có mức giá là 2.950.000, là em bao ship cho bác đấy, bao ship cho bác. Còn nếu bác nào không, 2.950.000 bao ship. Còn bác nào mà không muốn bao ship thì từ đây về các bác, ví dụ và từ Phú Thọ về tôi gần thôi thì nó chỉ tầm khoảng độ 80.000 thôi, thì em sẽ bớt em, nếu mà các bác nào không bao ship thì em lấy bác 2 triệu 8. Còn là nếu mà bao ship thì 2 triệu 950. Ok. Còn thùng nhá, vẫn còn thùng xốp riêng. Và bên nó thì gồm có hai tai mic đây. Hai tai mic, có hai tai mic theo luôn. Hai tai mic. Đấy. 2 triệu 950k là bao ship cho bác. Còn ví dụ như là nếu như mà bác nào không cần bao ship thì là 2 triệu 8 cho nó dễ bác nhé, thoải mái, ok chưa? Và sau đây mà Tuấn sẽ test cho các bác nhé. Em test chất âm cho bác luôn, bật mic đi. Lên 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 1 2 3 4 5 6 7. Con này hát và đặc biệt là có chế độ phát biểu, quan chú ý nhé, nó có cả chế độ phát biểu. Ví dụ như bác nào muốn đem làm phát biểu sự kiện ấy, thì bác đang nói mic này. Bác muốn là khi mình nói mic thì cái tiếng nhạc nó tự nhiên nó bé, thì bác ấn vào mic này, free nhé, ấn vào đây cái thì mình ví dụ mà nhạc đang mở mình nói trên mic cái thì cái nhạc nó sẽ tự nhỏ nhỏ dần đi cho nó dễ. Đấy là cách giới thiệu phát biểu. Con loa này có chiều ngang là 30, chiều ngang 30, hơn 30 một chút, chiều cao tầm 7, hơn 60 đi. Để mà test karaoke cho bác nhé. Con loa này có mức giá là 2 triệu 8, không bao ship. Còn bao ship là 2 triệu 950 nghìn. Em phát nhạc dây vào đây các bác. Cục cả đẹp ở đâu,
tuyệt vời. Hai mươi năm cuộc rượu còn đây, uống hoa tháng ngày cố quên đi người. Tài hoàn không mới tình duyên ta yêu, uống thêm ly hôm dân cầu bầu thơ là làng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chàng ta. Từng đồ thay lá đã rơi, đắp đắp mộ của mình đã bay. Chân chân làng tuổi đời, ta giọt ly. Đây các bác có thể mua tặng cụ các ông các bà rất là tiện, vừa là góp giao lưu sinh hoạt rất là hợp lý. Chất âm ở bệnh viện nó quá thoải mái. Cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối. Em hương sắc tím lặng lặng, anh hương màu áo cam, lan truyền qua bướm tung. Tình bao năm thắm đầu như chưa một lời chưa trao câu ước quên. Em mong xanh bước hôm nay cứ bên nhau ngày đang cười trên biển hoa đêm cũng mùa khi năm cuối sống em theo chồng xứ lạ để bằng lăng lăng ngóng yêu người ta và sao không chịu nói để giờ việc gần người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng đi làm em các bạn các bạn hát từ nãy giờ và giọng nữ là những tông nữ hết đây các nhìn này nhìn tông nữ hết nhạc màu đỏ hết, màu đỏ nam bằng làng hoa đi buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này được thương lòng chẳng thời xưa giờ tan trường anh ấy mong tìm vòng ra thân quen thôi sau đây các bạn nhé. Hát từ đầu đến cuối toàn tông nữ đó. Giọng nam mà lên lên cao quá là không lên, giật bắt một phát xuống thì giọng hơi trầm. Kệ cứ hát đi. Tông nữ vẫn hát. Rồi. À đôi loa này, chiếc loa này chiếc loa có giá là 2.900.000 bao ship. Nó bắt là bao ship thì 2.8. Chào bác.